Anh Nhon xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang mình. Và hôm nay mình sẽ làm một cái vlog rất là đơn giản và cũng dễ thương tí xíu, đó chính là mình sẽ dọn lại cái nhà của mình. Thì các bạn thấy nhà bây giờ rất là dơ các bạn ơi. Là tại vì á, một phần cũng là dọn được một tí xíu xong bắt đầu mình mới nhớ ra mình quên quay vlog. Don't know.